chào mọi người nha. Hôm nay Hải đi coi tôm tích ngoài biển, sẽ làm một bữa ăn nhanh cùng với mọi người trong gia đình. Đi hang con tôm tích lên cho mọi người, mấy người thấy mấy cái tôm tích này là có gạch nha mọi người. Cái đối to mọi người nè, cái đối được chừng 5 con thôi, làm được nồi canh chua rồi, ăn sống luôn mọi người. Đây là lưới gì vậy chú ha? Rê á. Dạ, rê hả chú? Cái này nó lưới nó dính là nằm trong cái lồng này sao hả chú? Đúng rồi, nằm trong bọc á. Nằm trong cái bọc á. À, đây con cá căng. Chú đi hồi sáng giờ hay là mới đi ra chú? Không, mới về đánh một giác. À, mới ra đánh một giác nha mọi người. Cá này là cá căng. Cá to. Cá đối. Cá đối với mọi người. Lưới này mặt nhỏ, cái lưới này chỉ là ba phần năm một chút. Dạ. Một tấm này nó dài được bao nhiêu mét hả chú ha? 250 mét. À, 250 mét. 50 mét. 50 mét nữa. Dạ, tấm này có 50 mét hả chú? Dạ. Có khi nào đi mà dính cái đục không chú? Lâu lâu được con à. À vậy hả? Con thấy họ nhiều người họ câu cái đục nhiều lắm. Họ chưa, cho bây giờ câu quý đó. Vậy hả? Mà tùy theo vùng, tùy theo chỗ đó chú ha. Họ chưa đồ cái đục đủ nhiều, bây giờ có được con mực tuột nữa mọi người. Một con mực tuột chứ hai con cá. Ghép mấy con mực tuột à. Dạ. Đây con có đục nữa chú ơi. Giờ mình tiếp tục đi coi tôm tích nha mọi người. Cái móc này xuống câu nha mọi người. Rồi có đó nha mọi người. Đó. Đây được một con tôm tích nữa nè. Mọi người thấy chưa? Gì da, trời ơi. Nó đang cắn tôi nha mọi người. Nó đang con này đụng vô nó là bố rất đau nha mọi người. Đau quá. Rồi nãy giờ mình coi được một mớ như đây nha mọi người. Đây có một hang nữa nha mọi người. Rồi, mình ra coi nha mọi người. Rồi, có rồi nha mọi người, có rồi nha mọi người. Nước lên nó là có nha mọi người.
Mình lỡ làm sập hang đây nha mọi người ơi. Lên bây giờ dính được cái chân của nó à, người thấy chân nó không, dính chân được nó thôi. Có thể hai hang này cũng được hai con đấy nha mọi người. Có đấy nha mọi người, hàng này có đấy nha. Rồi lên. Wow, con này gạch quá trời luôn mọi người ơi. Đỏ hết nguyên con tôm tích luôn nè. Và cho mọi người cùng thấy tôm tích là gạch đỏ luôn nè. Gạch đỏ đầy mình luôn. Mọi người thấy con tôm tích là gạch không à? Đó, thấy chưa? Gạch đỏ đầy mình luôn nè. Quá đã, quá đã. Mình bỏ vô đây nha mọi người. Rồi mình cùng đi bắt thêm nữa nha. Đây hàng nha mọi người. Rồi có đấy nha mọi người, rồi rớt rồi. Rồi có rồi. Rồi được một con đấy nha mọi người. Tôm tích này mùa vào nước cạn mới có nha mọi người ơi. Còn rồi đừng con nữa nha mọi người. Tích này tích có tích này sở nha mọi người. Rồi có đấy nha mọi người.
mình muốn bắt không cẩn thận nó sẽ kẹp, mà nó sẽ kẹp mình, nó sẽ cái hai chân trước nó bấu ra vô tay mình, nó đau cho mọi người. Tết này mà chiên với nước mắm cũng ngon nha mọi người, với chiên bột cũng ngon thì mọi người ăn, mình thích chiên bột. Nó hư rồi, đây có hàng ấy. Có hàng nè. Chín mà nó kẹp trên này đứt đầu luôn mọi người, nó không chịu lên, đứt đầu luôn. Chỉ mình cái càng đó thôi à. Hang này sâu quá. Hang này sâu quá mọi người ơi. Dính được cái chân của nó thôi à. Mà cái chân của nó đó mọi người. Hang đó sâu quá. Còn hang này nữa. Hang đó mà dính chắc con nó cũng bự luôn mọi người. Rồi có nha mọi người, có nha. Đây có hang nữa.
nước ùn lên là có nha mọi người. Đây có mấy hàng mọi người. Có nha mọi người, có nha. Rồi, con này quá vừa gạch luôn mọi người ơi. Nếu mọi người coi nè, gạch quá vừa gạch luôn nè. Cái con nằm trên kè, trên cao này nhưng cần gạch nhiều hay sao á. Lắp mấy con như vậy luôn á, chắc mình lên cao mắc quá à. Coi con gạch nó đỏ không? Nó tươi luôn mọi người. Ui, con này ăn thì thôi nhức nách luôn mọi người. Chắc mình thấy bắt ở trên kia. Mọi người có, mọi người nước dâng lên là có nha mọi người. Ừ, hai con luôn. Trời ơi, con này hai con luôn mọi người. Hang này tới tận lên có hai con luôn nha mọi người. Tất nhiên là một cái nha mọi người. À. Ừ. Wow. Cái cao này nó nhiều như vậy luôn. Thì mọi người nha, hôm nay Hải đang đi bắt tôm tích ở ngoài biển nha mọi người. Bắt được mới như đây mọi người nè. Mọi người coi nè. Bột lên ăn cùng mọi người nha. Cho mọi người cùng coi số tôm tích của mình. Tôm tích của mình câu hôm nay mọi người. Con hang đấy nha mọi người coi. Ừ, hang này chắc có ổ to à. Hang này sâu quá. Rồi có nha mọi người. Có. Rồi, đứt luôn rồi. Đứt đầu luôn rồi mọi người. Dính còn dính đây nè. Bét luôn. Ây da, trời ơi, sao mình cắn rồi, mình chết rồi, mình còn cắn đâu nữa. Kì dạ. Lấy con hàng nữa. Đây là con sam nha mọi người. Nè. Mọi người coi sam 5 cánh nè. Nếu mình không đón làm con này chắc cũng phải hai con như này. Hang rất là sâu mọi người. Thank you.
con tôm luôn mà không lên. Tôm nó không lên chứ. Hai con mọi người chắc là hai con có sao vậy? Không con mà nó lớn mà. Không con dưới nữa mọi người ơi. Nó không lên. Nó sập rồi. Được con rồi. Là có nhưng mà
Đấy, chào mọi người nha, Hải đang chuẩn bị đi về. Giờ đang cái câu của Hải á, nó đã bị gãy hết mấy cái trấu rồi, mình không thể câu được nữa. Giờ mình câu đây được một mớ rồi, khá nhiều đó nha mọi người. Giờ mình đi vô, mình sẽ chiên bột ăn cùng với mọi người trong gia đình. Tôm tích này toàn là gạch không nha mọi người. Mọi người thấy coi, tôm tích toàn gạch màu đỏ không nè. Gạch này rất là ngon mọi người. Ở trong đây mình có làm một ít bột chiên giòn nha mọi người. Mình đang quậy, mình đang làm rồi. Trong đây mình có cho thêm là trứng với bột ngọt với thêm ít đường với bột nêm nha mọi người. Mình đang đánh. Xong rồi mình có hâm ít của hành tím nha mọi người. Đây là hành tím nè. Bây giờ mình sẽ bỏ trong, mình quay trộn luôn nha mọi người, cho nó thơm nha mọi người ơi. Chuyên con tôm tích này nha mọi người, tôm tích đánh bột nha mọi người. Chuyên con bột tôm tích này mình ăn luôn cả vỏ luôn nha mọi người, vỏ nó rất là mềm. Rồi mọi người ơi, vàng đó nha mọi người, mấy người nhìn lại nhìn hấp dẫn mọi người ơi. À, thành quả của mình là có tôm tích này nha mọi người. Đây. Hồi sáng mình bắt mấy cái tôm tích này rất là gạch rất nhiều mọi người. Mấy con này toàn gạch không à. Đang chiên mấy con tôm tích đây nha mọi người. Mấy con tôm tích đó nha mọi người. Ở mình lúc mình đi câu nó có nhiều cái hang rất là sâu luôn mọi người, gần hơn cả mét luôn á, mà có con thì tới một hang tới lần hai con luôn. Mình câu mà mình thấy ham luôn mọi người. Mà mấy tôm tích này rất là hay nha, ăn rất là ngọt luôn mọi người, không có cát. Nếu bạn nào mà muốn đi câu tôm tích với mình á, với Hải á, thì mọi người bình luận ở dưới nha. Mình sẽ đi trải nghiệm cuộc sống nha mọi người, mình sẽ đi câu tôm tích rồi mình sẽ chiên lên, mình tự thưởng thức cho bản thân mình những con tôm tích ngon nha mọi người. Đây mọi người ơi, hôm nay mình đã chiên một mớ tôm tích đất nha mọi người. Mình chiên xong rồi giờ mình sẽ ăn cùng mọi người nha. Ăn thử con tôm tích mình làm hôm nay nha.
bột thì đã chiên nó là giòn rồi, thịt thì thơm. Cái lâm tích này thịt rất là ngọt mọi người, thơm nữa. Cái vỏ thì lại mềm lại giòn nữa mọi người. Thì mình kiếm ăn con tôm tích nào có gạch cho mọi người coi nha. Ăn hết cũng con nào luôn á. Con này không phải. Con nữa quá. Nó là giòn, nó mềm mọi người. Nó không phải giống như tôm tích ngoài biển mà khơi nha mọi người. Tôm tích kia thì cái vỏ nó rất là cứng. Con tôm tích này vỏ rất là mềm. Sao bé hai ngon bé hai? Nói nghe thử coi, ngon như thế nào nó nghe thôi. Chị hai nói sao cảm nhận con tôm tích này sao? Có ăn lần nào chưa? Chưa hả? Ngon không con? À, chị hai ăn nhầm con trứng rồi. Ừ. Đã vậy? Con không mà không có trứng. Xem này con này nguội xem nè. Quên chết rồi. Đây tôi cho con này không nè. Đứa con vui hẳn chưa? Bộ con nụ nóng rồi. Con này là nhỏ ngon. Ăn đi. Ngon. Ớt hơi cay. Ớt hơi cay hả? Thì con chấm nhiều quá, con hơi cay, chấm ít thôi. Ăn cho hết đi, Trường Hải đi, cái con tình Trường Hải đi câu ăn đi. Sao mà ma chấm đi chứ? Ủa? Ma con đi Trường Hải lên đi làm luôn. Lúc hồi nãy chú Hải cầm cái đó ra bắt hả chú Hải? Cái này vỏ mình ăn được luôn ha. Chiên vô, chiên giòn vô, ăn vô cái vỏ với cái bột nó giòn giòn luôn. Thịt thì nó béo béo, chấm ớt thì tương ớt thì nó cay cay, ngon. Đau quá. Ngon vỏ ma. Trời ơi, cái nhỏ luôn. Cái nhỏ luôn. Cái nào giống cái nào con? Con nào? Cái đồ ăn vô nó giòn giòn luôn. Thì em gió má. Ngon kia. Ngon hơn béo. Ăn từ từ coi bắt chưa. Thêm ơi. Thêm. Thêm ơi, thêm nói nè. Thêm ngon quá. Dạ, ngon. Ngon. Thêm nó ngon ấy. Cái nhỏ ngon ngay. Đi, ngon quá mọi người ơi, mời mọi người nha. Mình thích hôm nay mình câu chiên cho cùng mọi người ở đây ăn nè. Gia đình ăn. Hai chào mọi người. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Con chào lại, con nói giờ này xin chào mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Hải 86 Vlog nha. Con nói con dám nói. Nói gì không dám nói, con nói bình thường được. Có trứng. Con nói con quê không? Quê sao, có gì đâu, con với chú Hải với Tư đây thôi. Con nói là con ngồi lên đàng hoàng đây, con nói đây con ăn xong rồi con nói. Nói giống như cái mà mấy chị trong ấy, mấy em trong đó người ta nói đó. Con có chú Phương Dừa cũng nói đó. Con Dừa à. Vài bữa chưa chập nó vô tư chưa mở cho coi. Nè con nói nè, 1 2 3. Lấy giấy kế vô đây con nhìn. Lấy cái giấy ghi cái giấy vô đó để con vừa nói con vừa nhìn con đọc. Nói có gì đâu con kêu à. Chào tất cả mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ Hải 86 V kênh Hải 86 Vlog nha. Nhớ không? Okay. Xin chào mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ xin chào cô chú chứ ha. Xin chào các cô chú. Các cô chú nhớ ủng hộ kênh Hải 86 Vlog nha. Con xin chào cô chú. Cô chú nhớ ủng hộ kênh Hải 86 Vlog nha cô chú. Nhớ những like nha. Bye bye. Đó. Rồi, chào mọi người nha. Gia đình mình giờ ăn đã tôm tích, mình đã chiên lúc mình đã chiên lúc hôm nay đã xong. Mình xin dừng cái video này lại. Xin chào mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Xin chào mọi người.